Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric. Trong video lần trước mình đã giúp được các bạn, chúng ta đã cùng nhau gọi là tìm hiểu về state của thằng React. Cụ thể thì chúng ta đã lên được cái giao diện như thế này. Các bạn có thấy rằng là nếu như ở đây, ví dụ mình thay cái tên của mình bằng Ronaldo chẳng hạn, các bạn có thấy rằng là mình đã có thể là cập nhật được cái tên của mình real time như thế này. Thì các bạn yên tâm thì các bạn yên tâm rằng là những cái này chúng ta sẽ làm được hết nhá. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một cái công cụ mà giúp các bạn có thể rằng là ngoài cái việc các bạn dùng câu lệnh console.log ấy, thì chúng ta có thể xem được state và prop của thằng React luôn nha các bạn. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem cái video của mình ấy, thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là tự học React cơ bản từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Thì trong cái playlist này mình sẽ cập nhật những video mới vào bên trong cái playlist này, cũng như rằng là mình đã đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng n. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này nha. Thì trong video này chúng ta sẽ đi gọi là mình sẽ highlight cái này lên. Chúng ta sẽ đi làm quen với một cái công cụ rằng là sau này các bạn tùy từng bạn nhé. Các bạn có thể thích dùng cái này hoặc là các bạn dùng cái câu lệnh console.log đều được hết nha. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái React DevTool. Thì trước khi gọi là đi bắt đầu ấy, các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ chạy cái project lên nha. Các bạn trong video lần trước thì các bạn cứ code theo mình đi. Các bạn yên tâm rằng là vài video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về event, cũng như rằng là mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giải thích các bạn tại sao mình lại dùng code như thế này nhá. Tạm thời thì các bạn cứ code theo mình để cho nó chạy được cái đã nha. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ quay lại. Các bạn lưu ý rằng là bây giờ chúng ta sẽ cài một cái extension nha các bạn, tức là một cái tiện ích mở rộng của thằng Google Chrome ấy, chúng ta dùng với thằng Google Chrome nha. Mình không hướng dẫn các bạn dùng với Firefox hay là dùng với thằng Cốc Cốc nha. Bạn nào mà đang dùng hai cái kia hay là cái Internet Explorer, cái Edge của thằng Microsoft ấy, thì các bạn chuyển qua cái này cho mình nha. Mình chỉ biết dùng với thằng Chrome thôi, bởi vì thằng Chrome chính là cái trình duyệt website phổ biến nhất hiện nay, thì chúng ta gọi là dùng cái thằng phổ biến nhất nha các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ search cho mình cái từ là React Developer Tool ấy, tức là công cụ của lập trình viên ấy. Các bạn sẽ gõ cho mình cái từ như thế này nha. Các bạn có thấy rằng là nó gợi ý cả Firefox, các kiểu con là điều, thì các bạn chịu khó tự tìm hiểu cái này. Còn cá nhân mình là mình dùng Chrome. Thì các bạn để ý cho mình là khi mình gõ như thế này thì mình có ngay một cái gọi là React Developer Tool này của cái chrome.google.com ấy. Thì mình sẽ vào cái đường link này nha. Thì các bạn thấy rằng là nó sẽ mở ra cái cửa hàng của thằng Chrome, tức là cái Chrome Web Store này. Thì cái này chính là một cái extension. Và các bạn thấy rằng là ở đây nó ghi là Facebook thì chúng ta đúng rồi nha. Các bạn yên tâm rằng là cái đường link này mình sẽ gọi là mình sẽ bookmark lại đường link này. Bạn nào mà không tìm thấy thì các bạn có thể tìm click vào cái đường link miêu tả tại cái video này nhé. Mình sẽ thử test nhanh xem là mình sẽ paste cái đường link này vào bên trong cái tab ẩn danh. Các bạn có thể thấy rằng là vào tab ẩn danh thì nó vẫn hiện ra cái này, chứng tỏ rằng cái đường link này của chúng ta nó hoạt động nha các bạn. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ add vào Chrome luôn nha các bạn. Mình chưa cài mà hướng dẫn, bởi vì rằng là cái người dùng ở đây của mình nó chưa dùng cái extension này, thì mình sẽ add vào Chrome nha các bạn. Mình nhấn vào cái này này. Khi các bạn nhấn vào ấy, nó sẽ hiện ra một cái pop như thế này này. Nó hỏi rằng là add React Developer Tool này, it can read and change all your data and the website you visit ấy. Cái này các bạn add extension cho mình nha. Cái này không có gì đâu, các bạn chỉ nhấn vào nút add thôi để cho nó thêm thôi. Cái này là nó đọc data tại cái website React của chúng ta thôi các bạn. Các bạn thấy rằng là nó đã làm xong rồi các bạn này. Các bạn thấy rằng use extension by click on this icon này, các bạn thấy rằng nó đã thêm ở đây. Các bạn có thể xem bằng cách mình sẽ nhấn vào dấu này nha. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là các bạn click vào ba cái dấu chấm này. Các bạn sẽ chọn cho mình là more tool ở đây, và các bạn chọn cái extension ở đây các bạn này, các bạn nhấn vào nha. Các bạn có thấy rằng là ở đây chính rằng là những cái extension mà mình cài trong máy của mình ấy, thì mình đã có một cái thằng React Developer Tool ở đây. Khi mà các bạn không muốn dùng nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút remove ấy, thì nó ở đây này. Mình nhấn vào một cái thì các bạn nó hiện ra một cái pop up để confirm, các bạn có thể nhấn vào remove để các bạn có thể gọi là xóa cái extension này khỏi cái Chrome của các bạn nha. Hoặc là các bạn không thích xóa thì các bạn có thể cái toggle này chính là để on hay off cái ứng dụng này, hay nói khác là cái tiện ích mở rộng này nha các bạn, cái toggle này này. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với app của chúng ta xem có điều gì khác biệt nha. Dĩ nhiên là các bạn sẽ nhấn inspect cho mình, chúng ta sẽ dùng với cái thanh công cụ này. Thì bây giờ ấy, bởi vì rằng là cái thằng Chrome của mình này, mình đang để cái font size nó to để cho các bạn nhìn rõ ấy, thì mình sẽ nhấn vào cái hình mũi tên chỗ này nha các bạn. Ở đây thì mình sau khi mà chúng ta cài xong thì các bạn sẽ cần restart lại thằng Chrome cho nó nhận nha. Bây giờ thì mình sẽ mở lại thằng Chrome các bạn này để xem là chúng ta có chạy được không nha. Mình sẽ mở lại này. Bây giờ thì mình sẽ cần inspect lên và mình xem chúng ta có gì khác biệt không nha. Đây, sau khi mà mình inspect lên, các bạn thấy rằng là chúng ta đã cài thêm hai tab nữa, để chính là một cái là component, và các bạn thấy cho mình cái logo thằng React này, cũng như là chúng ta có một cái profiler ở đây.
Thì ví dụ mình sẽ sang bên này, mình sẽ võng nhỏ lại nha. Đấy, các bạn thấy rằng là khi mình resize lại cái font size của cái máy tính mình, các bạn thấy rằng là chúng ta có hai cái tab này. Thì hai cái tab này là cái gì? Hai tab này là chính do cái React Dev Tool của chúng ta cài vào nha các bạn. Cái component này này, các bạn có thể để ý cho mình là cái component của chúng ta đây. Các bạn để ý đây chính là cái cây component của chúng ta này các bạn này. App chính là cái component ra và cái my component chính là cái component mà chúng ta render ra đấy. Ở đây, các bạn khi các bạn di chuột vào này, các bạn di chuột vào thì các bạn thấy rằng là cái phạm vi của cái component này, cái mà my component này nó chỉ in ra biến Eric và cái khối mà mình mới thêm vào ấy. Thì các bạn hiểu cho mình cái tab component này chính là gọi là nó sẽ in ra cái cây DOM, hay nói khác rằng là tất cả các component trong ứng dụng React của các bạn nó sẽ hiện ở đây nha. Còn cái tab mà profiler ở đây chính là một cái tab mà để dùng để đo, giống hệt cái tab performance ở đây này, nó dùng để đo hiệu năng của ứng dụng React nha. Sau này như mình nói rồi, khi nào mà các bạn quan tâm đến hiệu năng ứng dụng của bạn thì chúng ta mới cần quan tâm đến cái này nha. Còn trong cái series của chúng ta, các bạn chỉ cần quan tâm cho mình cái component thôi nha. Mình không thể gọi là vừa hướng dẫn những bạn mới bắt đầu. Những bạn mới bắt đầu mình nghĩ rằng là code chạy được cái đã. Sau này thì các bạn mới cần quan tâm đến hiệu năng. Sau này các bạn đã nắm vững được kiến thức rồi thì các bạn phải nắm được kiến thức. Sau này các bạn gọi là nếu mà hiệu năng có vấn đề các bạn mới fix được chứ. Bây giờ mà kiến thức chưa có mà cứ đòi đi fix code thì mình nghĩ là không thể làm được đâu nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái tab component này. Đồng thời thì mình sẽ cho cái font size của chúng ta to lên nha. Đấy, mình sẽ chọn lại cái component. Thì bây giờ các bạn có thấy rằng là ở đây mình sẽ kéo to như thế này. Đây, chính là cái của chúng ta nha các bạn. Thì đây chính là một cái version mình không nhớ rằng là theme auto display compatible. Thì mình sẽ compact xem nào. General thì mình không rõ tại sao mà cái version bây giờ nó lại khác so với ngày xưa. Cái của mình, cái version cũ là mình đang có thể xem được code của nó tại đây luôn cơ. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng chưa cần thiết phải quan tâm đến code, chúng ta mới xem gọi là cái cấu trúc của component cái đã. Thì khi các bạn làm cái này nó có một cái điều hay các bạn, tức là các bạn có thể xem được prop luôn này. Prop thì hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn prop là gì. Thì ở đây các bạn có thấy rằng là trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn gọi là chúng ta đã định nghĩa cái my component đấy, mình đã định nghĩa state cho nó đúng không các bạn? Các bạn có thấy rằng là đây này, các bạn có thấy rằng là mình đã định nghĩa hai cái biến state, một cái là channel và một cái là name nhá. Các bạn để ý cho mình ví dụ ở đây, mình đổi tên của mình bằng Ronaldo chẳng hạn, hay là Messi nhá. Và bây giờ mình sẽ click ra ngoài nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là khi mình thay đổi đây thì ngay lập tức cái giao diện của mình nó thay đổi luôn. Thì như vậy thì nếu như trong video lần trước mà mình cài cái React DevTool này lên ấy, thì mình sẽ không cần phải làm cái sự kiện on chain đúng không các bạn? Tức là mình sẽ không cần phải làm cái mà u input như thế này để thay đổi giá trị đúng không? Thì ở đây ví dụ các bạn thay đổi một vài giá trị, mình có A, B, C, I, Z vào đây, mình click ra ngoài. Các bạn thấy rằng là nó ngay lập tức nó thay đổi cho các bạn. Thì đây chính là cái gọi là tác dụng của nó thôi các bạn. Nếu như ở ngoài này, tức là ở giao diện ở ngoài nhé, mình thay bằng chữ Ronaldo Messi rồi chúng ta ví dụ như là Ronaldo về MU đúng không các bạn, thì có một cái thằng thanh niên Cavani phải đổi áo số 7 cho Ronaldo đúng không? Thì các bạn thấy rằng khi mình click ra ngoài một cái này thì ở đây thì cái từ Cavani mình viết sai chính tả hay sao các bạn ạ, tên người, nhưng mà mình không chắc tại vì mình không phải fan của thanh niên này. Thì mình search xem là Cavani xem là nó là cái gì. Đúng mà, mình search đúng mà, mình search đúng cái tên mà, mình search cái tên này thì mình sẽ gõ luôn cái tên này vào đây. Cái tên này chẳng hiểu sao mà nó lại bị báo đỏ đấy. Các bạn thấy rằng có vẻ cái tên này nó không đúng chính tả các bạn ạ, thì nó báo, nó gọi là nó gạch chân như thế này nha các bạn. Các cái này không việc gì nhá. Ví dụ mình đổi thành cái tên của Eric này, các bạn nhìn cho mình nhá. Đấy, cái tên Eric bình thường thì các bạn thấy rằng là tên của người nổi tiếng, không biết tại sao mà nó lại báo sai lỗi chính tả. Có thể là tên của người Uruguay, Cavani hình như là người Uruguay đúng không các bạn? Cùng cùng quốc tịch với rằng Suarez, nếu như mình nhớ không nhầm vậy. Thì các bạn thấy rằng là mình đã đổi tên ở đây và các bạn có thấy rằng chúng ta thay đổi được. Thì cái công cụ này nó có tác dụng gì? Sau này thì khi mà các bạn làm việc với component này, bạn nào mà muốn xem là chúng ta đã cập nhật được đúng state hay chưa thì cái này chính là một công cụ giúp các bạn nhé. Tuy nhiên rằng sau này thì đây là tùy quan điểm của mỗi bạn, những bạn mới bắt đầu mà muốn xem được, ví dụ các bạn có nhiều component thì các bạn có thể dùng ứng dụng này, nó cũng cực kỳ hữu ích. Và mình nghĩ rằng nó có nhiều cái nó còn tiện lợi hơn cơ các bạn, chứ gọi là mình giới thiệu thôi, còn việc sử dụng như thế nào cũng như rằng là các bạn muốn gọi là sử dụng như thế nào cũng là tùy các bạn thôi nha. Thì trong video này mình giới thiệu đến với các bạn một công cụ mà giúp các bạn có thể xem được trực tiếp những cái trạng thái của component của thằng React cũng như là bố cục của cái cây này. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ vào trang react.org xem nha các bạn nha. Thì mình đoán rằng cái trang này chính là một cái trang sẽ cần phải xây bằng React cho các bạn. Mình sẽ xem nào, mình sẽ inspect đây. Và mình sẽ chọn cái tab là component. Đây, các bạn có thấy rằng là đây chính là một cái thực tế các bạn này. Mình sẽ cần phải phóng nhỏ lại nha, mình để to như thế này nhìn không rõ được.
Đây các bạn này, đây chính rằng là cái component của nó này, nó có một cái to do app ở đâu đây. Trên cái website này nó có một cái to do app à, mình sẽ cần phải xem to do app, to do app mình sẽ cần phải search xem là to do, xem là cái từ ở đây nó ở đâu nhá. To do đây, what needs to be done các bạn này, đây 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 đây, tức rằng là nó có một cái ứng dụng to do app hiện tại luôn các bạn này. Ví dụ mình thêm một cái to do app, ví dụ như mình là mình ví dụ như là reading book nha các bạn, đọc sách chẳng hạn, mình thêm vào nha. Các bạn nhìn cho mình nha, mình đang click vào cái to do list này, mình nhấn thêm này. Các bạn thấy rằng là mình đã thêm một cái prompt có tên rằng là reading book ở đây. Ví dụ ở đây thì mình thêm một cái nữa này, mình có một cái nữa là watching video nha, watching hỏi dân IT này. Ví dụ là mình sẽ đặt một cái tên là hỏi dân IT nha các bạn. Mình thêm vào tiếp này, các bạn thấy rằng ngay lập tức ở đây nó đã cập nhật lên hai item đúng không, tức là cái app to do app này. Ví dụ đấy, thay vì mình thay cái book, mình sẽ cần sửa trực tiếp cái này nha các bạn. Thay vì các bạn đây mình sẽ cần phải click vào đây và mình sửa nhá. Thay vì cái này thì mình sẽ dùng using Facebook nha các bạn. Các bạn để ý cho mình nhé, nếu như là mình click ra ngoài, các bạn thấy rằng là cái to do list ngoài ở đây của mình này nó cũng được cập nhật theo nhé. Nó đang reading book và mình click ra ngoài này. Mình thiếu mất chữ ô đấy, mình click ra ngoài, các bạn thấy rằng using Facebook nó cập nhật luôn. Thì sau này khi mà các bạn làm một ứng dụng ấy, thì các bạn cập nhật bên ngoài như thế nào thì bên trong này nó sẽ gọi là thay đổi cho các bạn nhé. Thì đây chính là một cái gọi là mình làm demo cho các bạn thôi. Thì trong video này mình giới thiệu đến các bạn một công cụ mà giúp chúng ta có thể theo dõi được cái sự thay đổi. Ở đây thì mình gọi là cái ví dụ này là mình demo về cái thay đổi của prompt. Thì trong những video tiếp theo chúng ta sẽ bắt tay tìm hiểu những khái niệm còn lại của thằng React nha. Thì trong quá trình cài đặt cũng như là thực hiện cái video này, nếu như là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như là có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể join group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng là các bạn, những người có cùng chí hướng, có thể có một nơi để chúng ta cùng trao đổi và học tập. Thì link đến tài liệu tham khảo, link đến mọi thứ cần thiết thì mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại cái comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.